một người cũng dám đuổi đến nơi này, không thể không nói, lá gan của ngươi thật lớn. Trong đám quái vật này, khí tức của ngươi là mạnh nhất, có tư cách làm đối thủ của ta. Chỉ là siêu thoát, ngay cả sáng thế cảnh còn chưa có bước vào, ai cho ngươi dũng khí nói chuyện với ta như vậy? Mỗi lần đến một vị diện mới, đều sẽ có rất nhiều gia hỏa không biết sống chết. Ngươi cái tên đáng chết này, giết con dân của phi ngư tộc ta, ta muốn ngươi đền mạng. Ta rất tán dương dũng khí của ngươi, dũng khí có can đảm hướng cường giả vung đao. Ta có thể cho ngươi một cơ hội lựa chọn, thần phục ta. Ngươi si nói mộng. Không quan trọng, ngươi có thể lựa chọn từ chối. Như vậy ngươi, cùng vị diện sau lưng ngươi, đều sẽ chỉ có một cái kết cục, hủy diệt. Gia hỏa này, rốt cuộc là ai? Hoang vu chi chủ. Trong nhân loại, chưa từng nghe nói có một cường giả như vậy. Ngươi không phải người của Đại Vũ Đế Quốc. Câu hỏi của ngươi hơi nhiều rồi. Hoang vu chi chủ. Chẳng lẽ là chủ nhân của vị diện nào đó? Nếu như là vậy, chỉ có chủ ta có thể cùng đánh một trận. Trước hết rút lui đã. Cùng tiến lên, làm thịt hắn. Hoang vu tịch diệt. Chạy, ngươi chạy được sao? Nếu các người đã không muốn thần phục, như vậy các người coi như trở thành cái vị diện đầu tiên mà ta chinh phục khi đến chiều không gian này đi. Đây, đây cũng quá đáng sợ rồi. Chỉ một người, tàn sát trăm vạn đại quân phi ngư tộc. Huynh đệ này của ngươi là quái vật sao? Thật sự là hắn rất quái lạ. Nhưng mà bây giờ hắn đi đâu rồi? Nếu như không có gì bất ngờ, hắn là tới hang ổ của phi ngư tộc rồi. Không ổn, hắn gặp nguy hiểm. Mỗi một cái vị diện ở chiều không gian thứ 9, đều có một vị diện chi chủ tọa trấn. Chỗ vị diện thiên hải của phi ngư tộc. Tộc trưởng Hải Long Hồn của chúng càng là một vị cường giả đỉnh cao, thực lực hàng đầu ở trong xếp hạng vị diện chi chủ. Xếp hạng vị diện chi chủ. Sau khi đến cảnh giới vị diện chi chủ, không có phân chia đẳng cấp rõ ràng, chỉ dựa vào xếp hạng để so sánh mạnh yếu. Đại Vũ Đế Quốc chi chủ của ta Võ Vương chính là tồn tại cường đại xếp hạng thứ 3 trong đó. Vậy Hải Long Hồn thì sao? Thứ 98. Ngươi gọi đây là xếp hạng hàng đầu. Ngươi có lẽ không biết, phần xếp hạng này có bao nhiêu người. Toàn bộ chiều không gian thứ 9, vị diện nhiều đến mấy vạn. Vị diện chi chủ càng là không dưới vạn người. Có thể trong số đó giết vào top 100. Tuyệt không phải hạng người bình thường. Nhưng Hải Long Hồn xếp hạng không bằng Võ Vương, vì sao lại dám tiền đánh? Cái này nói rất dài dòng. Đi về trước đi. Nói cách khác, Đại Vũ Đế Quốc các ngươi đều đang dựa vào một mình Võ Vương chống đỡ. Một khi hắn chết, toàn bộ Đại Vũ Đế Quốc cũng sẽ hủy diệt ở trong khoảnh khắc. Không sai, hơn nữa không chỉ là Đại Vũ Đế Quốc, còn có tất cả nhân loại của chiều không gian thứ 9. Nhân loại nhất tộc ở trong chiều không gian thứ 9 thuộc vào chuối khinh bỉ dưới chót nhất, là Võ Vương từng bước một từ tầng dưới chót xếp ra tới, đem xếp hạng từ ngoài vạn tên, một đường giết vào top 3. Lúc này mới để cho nhân tộc chúng ta ở chiều không gian thứ 9 có một chỗ cắm rồi. Nhiều năm như vậy rồi, trừ Võ Vương ra, người khác không ai có thể đánh qua sao? Nhân tộc yếu đuối, không phải một sớm một chiều là có thể đuổi kịp được. Những chủng tộc khác, trải qua phát triển nhiều năm như vậy, chiếm hết tài nguyên, thực lực tổng thể vượt xa không phải nhân tộc có thể so sánh. Càng huống hồ, nhân tộc bởi vì có sự xuất hiện của Võ Vương, các chủng tộc đã sớm đem nhân tộc coi là cái đinh trong mắt. Vậy Võ Vương mạnh như thế, tại sao sẽ chết? Quanh năm suốt tháng chiến đấu, tích lũy thêm nhiều vết thương cũ, cộng thêm bí thuật mà Võ Vương tu luyện, tiêu hao tuổi thọ của hắn trên diện rộng.
Thì ra là thế, xem ra, cho dù là vị diện chi chủ, cũng như thiên đạo không cách nào vĩnh sinh. Lại nói, ta đem ngươi giới thiệu cho Võ Vương đi. Vô số năm trước, Võ Vương từng đạt được một quyển thiên thư chí bảo. Trên đó nói, tại lúc tính mạng hắn sắp đi đến đoạn cuối, sẽ có một người được chọn chúng xuất hiện, tiếp nhận hắn, dẫn đầu nhân tộc đi tới huy hoàng. Ta thấy ngươi giống người đó. Tại sao chứ? Đại khái là bởi vì dáng dấp ngươi khá đẹp trai. Có địch tập kích, đề phòng. Không ổn, lĩnh vực quy khư giới. Đối phương có không gian trận pháp sư, cũng lợi dụng không gian trận pháp tới tập kích bất ngờ doanh địa tộc ta. Người chữa thương trước, để ta ứng phó. Gia hỏa giấu đầu lòi đuôi, có gan ra đây đánh một trận. Sang thế vĩ lực, hoang vu chương cuối. Hãm trận ý chí, hữu tử vô sinh. Tên gia hỏa chỉ biết núp trong bóng tối, có giỏi ra đây. Lĩnh vực quy khư giới. Đi. Đi. Hôm nay nhân tộc, một tên cũng đừng hòng rời đi.